Từ đêm 19 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8, mưa lớn lại xuất hiện trên địa bàn huyện Mường Lát, khiến nước sông suối dâng lên rất cao. Mưa lớn thì vẫn tiếp diễn, tạo nên cái lũ ống và lũ quét. Tại nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Mường Lát thì có hiện tượng sạt trượt trở lại. Vào chiều ngày 21 tháng 8, thì trong khi ra suối kiểm tra thủy điện mini của gia đình mình, chị Phàng Thị Hà, 39 tuổi, quê ở bản Cá Giáng, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, đã không may bị lũ cuốn trôi. Đến cuối giờ chiều cùng ngày thì các thành viên trong gia đình không thấy chị Hà về nên mới ra bờ suối bản Cá Giáng để tìm kiếm. Và khi đến thủy điện mini thì chị nhìn thấy đôi dép của nạn nhân để lại bên bờ suối. Đến buổi sáng ngày 22 tháng 8 năm 2019, xã Trung Lý đã huy động các lực lượng chức năng vào bản Cá Giáng để phối hợp với nhân dân để đi tìm kiếm khắp nơi xung quanh hai bên bờ sông Mã. Nhưng cả ngày hôm nay 22 tháng 8 vẫn chưa tìm thấy thi thể của nạn nhân. Ngày mai, tức là ngày 23 tháng 8, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đi tìm kiếm nạn nhân. Chị Hà đã bị lũ cuốn trôi, để lại đứa con mới 4 tháng tuổi và ba đứa lớn hơn cùng với người chồng là anh Giàng A Tông. Không có nỗi đau nào hơn cái nỗi đau mất người thân. Có mất từ máy tí xuống tắt thì nó mẹ ơ ơ nà sao khổ à sao khổ cái tổ là anh cái mà lên đường mà không có tập lót gì hết vậy à. Chạy không có.